bạn bị lỗi wifi, tôi cũng thế. Và đây sẽ là những cách có thể khắc phục nó. Cách 1 là cài lại driver wifi. Muốn tìm đúng driver cho cạc wifi thì các ông cần phải biết tên cạc wifi của mình là gì. Bằng cách vào Task Manager, chọn mục wifi thì các bạn sẽ biết được tên cạc wifi của bạn nó tên là như thế nào. Từ đó hãy search trên mạng để tìm ra đúng phiên bản driver trên máy tính của mình. Lưu ý là trước khi up lại driver thì nên uninstall cái bản driver cũ đi để cho driver của mình nó được sạch sẽ nhất nha. Nếu như làm cách trên vẫn không được thì sẽ có một cách thứ hai, đó là thay luôn cạc wifi. Như chiếc Legion 5 Pro 2022 của tôi thì đang sử dụng cạc wifi Intel AX211. Nói chung là từ hồi tôi bỏ con MediaTek 7921 cho đến giờ thì nó chưa bị mất hay là bị chập chờn wifi một lần nào cả. Anh em có thể mua về test thử, giá nó chỉ đâu đó loanh quanh vào khoảng 2 lít, và nếu như vẫn không được chắc lúc này bị lắm rồi đúng không, thì cách thứ ba đó chính là cài lại Win. Thật đấy, nhiều trường hợp cài lại Win là vấn đề sẽ được giải quyết. Có cách hay hơn mà anh không biết đấy. Cách gì? Dùng cái này cũng đúng.